Xin chào mọi người, đây là hoa đu đủ được hàng sấy khô bên em đang bán nhé mọi người. Đu đủ thì là loại cây mà chắc chắn ai cũng biết bởi đây là loại cây phổ biến và được trồng nhiều trong vườn nhà. Đu đủ ngoài quả thì lá và hoa đu đủ đều sử dụng được. Đặc biệt là hoa đu đủ được sử dụng rất nhiều, hoa đu đủ được có vị đắng. Dù vậy thì chúng vẫn được sử dụng để chế biến thành các cái món ăn rất có lợi. Trong thành phần của hoa đu đủ được có chứa nhiều loại vitamin, canxi, đạm và một số hoạt chất khác rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Sử dụng hoa đu đủ được giúp chống oxy hóa, ngăn ngừa cholesterol và hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể người bệnh. Và sử dụng hoa đu đủ được còn giúp chúng ta bổ máu, thông mạch, điều hòa tim mạch, giữ cho chúng ta luôn có một trái tim khỏe mạnh nữa. Ngoài ra thì sử dụng nước sắc hoa đu đủ được còn làm tăng sản sinh insulin, giúp ổn định đường huyết ở những người bị tiểu đường. Và một tác dụng rất tốt của hoa đu đủ được mà chắc chắn ai cũng biết đến đó là hoa đu đủ được kết hợp với mật ong, giúp trị một số cái vấn đề về hô hấp như là ho, đau rát cổ họng, khản tiếng mà không cần sử dụng kháng sinh. Chúng ta có thể sử dụng mật ong và hoa đu đủ được hấp cách thủy để sử dụng, hoặc là chúng ta có thể ngâm hoa đu đủ được với mật ong để sử dụng đều được ạ. Hoa đu đủ được thì chúng ta có thể sử dụng cả hoa tươi và hoa khô. Tuy nhiên thì hoa tươi nó sẽ có mùa, còn hoa khô thì bảo quản được lâu hơn nên là có quanh năm ạ. Hiện tại thì giá hoa đu đủ được khô bên em đang bán là 550.000 đồng 1 kg. 1 kg khô như này thì sẽ được rất là nhiều ạ. Hàng thì bên em ship code toàn quốc và mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0868 184 777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo đều được ạ. Cuối cùng thì mọi người hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều sản phẩm khác của bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.